Thưa sư, trong loạt bài giảng về 38 pháp an lành hay còn gọi là 38 pháp hạnh phúc này á, thì hôm nay á, sư sẽ giảng về cúng dường, bậc đáng cúng dường và ở trong trú xứ nên ở. Tuy nhiên á, cái bài giảng ngày hôm qua á, là vì con làm nó có bị lỗi á, cho nên trên Facebook á, không có lưu lại bài giảng đó, cho nên á, là cũng thỉnh sư á, tóm tắt lại hai cái pháp đầu tiên á, là không nên thân cận với kẻ ác và thân cận các bậc trí thức. Dạ, con thỉnh sư thuyết pháp ạ. Luật bài giảng kỳ này là chúng ta học về 38 pháp hạnh phúc hay là 38 pháp mà đem lại sự an lành. Thì hôm qua chúng ta đã học hai pháp là không thân cận với người ác mà nên gần gũi với người hiền lương, thì là tránh xa kẻ ác và gần những người hiền. Thì những người ác đó là những người mà làm sao mình cứ nhận ra được những người ác đó, là mình coi từ người đó, nếu mà họ điều tiên mình coi thì họ mới giữ ngũ giới trong sạch không à, nếu mà giữ giới trong sạch đó là một trong những số người hiền à, nhưng mà họ cũng có thêm nữa, tại trong cái giới ngũ giới nhiều khi đó là nó tránh cho mình đó, là làm việc ác à, nhưng mà nó có những chi tiết nhỏ trong đó nhiều khi mình phải phải thêm vào. Ví dụ như chẳng hạn như quý vị thường quý vị giữ ngũ giới đó là có năm giới rồi, còn phải giữ thập thiện nữa. Thì ví dụ như mỗi lần mà quý vị ở đây mà mỗi lần khi cho quý vị nói là con xin băng giữ đi học là tránh xa sự nói dối đó, sẽ còn nói quý vị thêm mà thì tránh xa sự nói dối này, rồi tránh xa lời nói đâm thọc chia rẽ. Lời nói đâm thọc chia rẽ nó đâu phải là nói dối à, họ nói thiệt mà. Rồi lời nói thiệt là hung dữ, chửi rủa mắng nhiếc là thì cái đó đâu phải là nói dối. Rồi những lời nói mình nói lung tung, nói mà đủ cái chuyện cho làm vô ích, làm cho người nghe mất thời giờ, mà làm cho mình chính người nói cũng mất thời giờ nữa, thì đó những cái yếu tố của lời nói. Thành ra những cái về cái giới luật đó, có những cái giới luật mà chính mình phạm vào đó thì mình bị cái quả nặng nề, nhưng mà những cái phần khác đó, bên phần phần mà chi tiết của cái giới đó là có những phần mà nếu mà giữ được thì càng tốt. Về không làm các điều ác thì các vị biết là không làm các điều ác, tất nhiên là phải giữ giới cho trong sạch, nhất là ngũ giới. Và ngoài ra phải làm những cái điều gì mà mình phải làm với tình thương đó. Mình làm với tình thương thì muốn mà đối xử người ta tốt đẹp á, thì Đức Phật nói là phải coi người đó là giống như như cha như mẹ mình, như như ân nhân của mình, thì khi đó mình phải đối xử như thế nào. Đó là cái phần mà về phần giữ giới đó, thì phải giữ giới đó, mà đối xử người khác là phải có sự kính trọng thì mới giữ giới được, còn coi thường đó thì nó không có giữ giới được tốt đẹp. Vì vậy cho nên những cái có nhiều lần sẽ đến sẽ gặp những vị sư lớn, mà vị đó khi mà vị đó mà tặng cho sư cái bộ y đó, thì vị đó sư thấy vị nào cũng quỳ xuống đó, cũng quỳ xuống mà dâng cho sư bộ y. Thì tại sao mà họ phải quỳ xuống vậy, và họ muốn tôn trọng để họ tôn trọng hình thức của ông sư, mặc dù là ông sư đó là thấp hạ họ, nhưng mà đã mang bộ y vậy đó thì tất nhiên là gọi là mang lá cờ Phật giáo đó, bên nào cũng tôn trọng. Thành ra có mình giúp đỡ cho người khác thì là mình phải bố thí với cái sự tôn trọng. Thì hôm qua mình đã nói về phải cố gắng mà gần gũi cái người người mà người người thiện, mà nên xa lánh cái kẻ. Nhưng mà nhớ đó, như mới lúc đầu đó thì mình còn cố gắng mình tránh xa kẻ, nhưng mà khi mình tu tập tốt đẹp rồi đó
thì mình cũng phải đến gặp lại những người ác đó để mình giáo dục cho họ, chứ thôi là lấy ai mình giúp đỡ cho người ta. Thì Đức Phật ra đời là gì? Là để giúp đỡ, để thấy người nào ác đó, thì Đức Phật đi tới để giúp đỡ cho họ, để cho họ làm việc thiện. Còn những người nào có làm việc thiện thì Đức Phật giúp cho họ, họ càng thiện hơn. Như vậy hai pháp đầu tiên là không nên thân cận cái ác và cố gắng gần cái bậc mà hiền trí, mà cái bậc người làm thiện đó. Thì nhớ là những người làm thiện là ai? Thứ nhất là những người mà làm biết làm điều thiện, hay là gọi những người trí thức á, là những người đó là biết siêng năng làm tròn bổn phận của mình. Ví dụ như là con làm tròn bổn phận của con, cha mẹ làm tròn bổn phận của cha mẹ, những người làm tròn bổn phận của người làm, nghĩa là làm tròn bổn phận của mình. Rồi ngoài ra như vậy làm tròn phận mình, thứ hai là phải trau dồi thân khẩu ý trong sạch. Rồi cái người mà gọi là bậc trí thức á, thì người đó là gọi là biết giữ gìn của cải, là không có tiêu phì tiêu xài xung phí. Và thêm ở đây nữa là biết giữ gìn của cải, là biết dùng giữ gìn cơ thể mình á, không hủy hoại cơ thể mình, là ví dụ như là không dùng những chất mà ma túy, cần sa, uống rượu này kia. Và biết người mà biết giữ củ cải nữa, cũng biết giữ gìn cái thời giờ của mình, là biết để thời giờ của mình qua kinh, đọc sách, tham thiền. Đó là những người mà biết hết lòng giữ củ cải. Rồi thứ ba đó là những người mà gọi là những người mà trí thức á, là những người đó là họ có bạn lành, họ biết chọn bạn, chọn cái bạn lên gần, tìm cái người đạo đức để mà họ học hỏi. Và cái người mà mình cũng nên gần gũi nữa là cái người mà họ có cái sự nuôi mạng chân chánh, họ không có làm những nghề nghiệp mà tà bại để mà còn có tiền có của. Thì những cái điều đó là những nhà sư cũng phải tu trong chánh mạng, thế là nuôi mạng chân chánh. Và những người thường cũng vậy, là phải có cái nghề nghiệp chân chánh để thực hành. Thì đó là những bậc mà cái điều mà bậc trí thức nên, đó là những người trí thức mình nên gần gũi những người đó. Như vậy có thể nói vị trí thức là như thế nào, thì cái vị đó là đầu tiên là họ có cái sự giữ giới trong sạch, họ có đức tin trong sạch vào cái Phật pháp tạng. Rồi đó họ biết bố thí và họ làm việc với cái trí tuệ. Đó là nói sơ về các bậc thiện trí. Và những cái người mà mình không nên gần gũi là những người là làm việc bất thiện đó. Thì chữ bất thiện nhiều khi trong kinh sách nói là những người ngu, những người ngu, nhưng mà thật sự ra là mình nói những người ngu thì nó hơi kỳ. Thành Đức Phật nói là mình nên dùng những người là người có thiểu trí, người chưa có đủ trí tuệ. Còn bậc trí thức là họ có trí tuệ hơn. Bây giờ cái pháp thứ ba là mình cần học á, là nên cúng dường các bậc đứng cúng dường. Thì cúng dường cũng là sự cho ra, nhưng mà thường thường người ta hay dùng cái chữ cúng dường để là cúng cho cái người mà trên mình, còn mình hay dùng chữ bố thí là cho người dưới mình. Mà trong kinh điển thì chỉ nói có chữ dana thôi, có nghĩa là có cho ra cái của cải của gì của mình cho người khác. Rồi mình phân biệt ra là nói là người lớn mình thì gọi là cúng dường, dân cúng. Người nhỏ hơn mình là mình cách cho. Nhưng mà họ hay nói là cái cách cho đó nó quý hơn cho. Vì mình cho ai một cách mà rất là tôn trọng ở người đó, dầu cho họ nghèo, túng thiếu là mình cho tôn trọng người đó, thì cái điều đó là tốt hơn là cho giống như là cho của bố thí vậy đó. Không giống như là cho mà biến tôn trọng. Thành ra cũng có, mình cũng nghe trong những chuyện đạo đức đó, thì cũng có một cái em đó, nó tới thấy một cái ông lớn tuổi, nó mới rút tiền ra để nó cho cái ông cụ lớn tuổi đó. Thì nó rút hết chỗ này, rút hết chỗ kia không có. Nó rất băn khoăn thắc mắc mà
nó rất là cái vẻ rất là thương cái ông không? Thì cái rồi nó nói xin lỗi bác, cháu thật tưởng là cháu có đem theo tiền, không biết là tiền bây giờ cháu để đâu rồi. Thành ra bây giờ để lần khác nha, cháu sẽ đem đến tặng cho bác. Chấm cụ cũng nói là nãy giờ đó cái cách thức của con để kiếm tiền đó nó còn quý hơn cái của mà con cho cháu bác nữa. Nó cho đó, cho ra đó là với sự kính trọng, dầu cho người thấp hơn mình cũng phải là cho giống như mình cúng dường vậy đó. Thì cái điều đó mới là tốt đẹp. Mình có thể là cho đồ vật đến người lớn tuổi, ví dụ dân cúng đến cha mẹ mình, đến thầy tổ mình, rồi nhiều khi mình cũng có những đồ cúng dường đó mình cho đến những người mà có thể là nhân công của mình hay những người nghèo. Thì cái đó cũng nói chung là đa năng. Còn có nhiều người đó thì họ cúng dường, họ chỉ cúng dường những cái người thân thôi, chứ người xa thì họ không cúng dường. Thì trong kinh nó muốn mà tốt mình phải có tâm bình đẳng, mình cúng dường đến cho tất cả, gặp ai mình cũng có thể cúng dường được. Nhưng mà ở trong Phật giáo thì Đức Phật nói là nên cúng dường cái người đáng cúng dường. Thì ngay trong Khổng Tử cũng nói đó, phải đi cúng dường, phải cho cái người mà gần mình nhất, rồi sau đó mình mới cho người xa. Thì Khổng Tử nói là đầu tiên mình phải lo, mình lo cho cha mẹ mình, lo cho thân dân mình, lo những người mà con gần, rồi sau đó mình mới lo cho những người bà con xa sau. Là khi đó là nói nó theo cái đạo làm người đó là vậy. Nhưng mà nếu mình tiến xa hơn đó là khi đó mình cho mình không có sự phân biệt nữa, thì thấy ai nghèo khổ, thấy ai mà cần á mình đều cho. Thì có hai cách, nhưng mà cách nào cũng được. Nếu mà cách mà làm như Khổng Tử mình thì mình cần mình cho những người gần trước, thì mình đã có cho rồi, thì ai cũng cho những người gần của mình hết á, thì như vậy đó thì đâu có người xa nữa, phải không? Ít khi mà có người xa, đôi khi đó mình cho người xa khác. Thì cái bây giờ cho nên là cái sự dạy dỗ của Khổng Tử đó họ gọi là nhân đạo. Còn bây giờ cái này gọi là nó lên đến thiên đạo, nó phải cái tâm nó rộng mở hơn. Thì cái bố thí đó nó cũng Đức Phật dạy là có chia ra làm ba hạng, là bố thí đến bờ kia, bố thí đến bờ trên và bố thí đến bờ cao thượng. Bố thí đến bờ kia là ví dụ chẳng hạn như là mình cho những vật dụng để cho người khác, mình có tiền của đồ ăn đồ uống thì mình cho người ta. Nhưng mà cho đó thì dễ, nhưng mà cho đến cái cơ thể của mình đó thì cái đó là nó khó hơn. Ví dụ như chẳng hạn như là cho bây giờ họ có cho những bộ phận của cơ thể đó mà cho vậy mà mình không có chết thì đó là bố thí bờ trên, còn cho coi của cải của mình là bố thí đến bờ kia thôi. Rồi bố thí bờ trên là cho cả cơ thể mình, mà bố thí đến bờ cao thượng là cho luôn cả tánh mạng của mình. Tùy theo mình á, mình có hành nguyện như thế nào thì mình có thể bố thí được. Nhưng mà cái hành nguyện mà có thể cho được cả tánh mạng mình đó thì cái hành nguyện đó thì có nhiều cái bàn cãi. Nhưng mà khi mà mình đã hy sinh cả tánh mạng mình muốn trở thành Phật á, thì nhiều khi mình đã hy sinh cả tánh mạng mình để mà cho người khác không có cần. Nhưng mà Đức Phật nói là khi mà cho như vậy đó nó phải có thêm cái trí tuệ đó. Chứ không có phải mình thấy mình cho ai cái gì là cũng là tốt đâu. Ví dụ như là một ăn trộm nó cần tiền nó để xin để nó mua dao mà đi giết người thì cái đó mình không có nên cho. Hay là những cái mình cho mà cho rượu đó kia đó cho người ta uống đó thì như vậy không có. Thì trong kinh còn nói là cũng như là cho thuốc gái đến thuốc đực, cho thuốc đực đến thuốc gái, cái đó không có phải là gọi là bố thí. Như vậy đó thì thứ nhất á là mình cúng dường đó
là như vậy mình phải cúng dường, là có thể mình cúng dường vật thực, hoặc là vật thực là mình có thể tùy theo người, nếu mà người đó mà lớn mình gọi là cúng dường, những người nhỏ thì mình gọi là bố thí. Nhưng mà bây giờ mình cứ nói là dana, là cho ra thôi, là được. Thứ hai đó là mình có thể cúng dường, ví dụ chẳng hạn như một người mà thấy người khác nghèo và khổ đó, rồi mình cúng dường, thì có khi mình cúng dường được lớn lao. Ví dụ chẳng hạn như mình có khi mình cúng dường được ít, ví dụ như chẳng hạn như mình có một cái bánh chẳng hạn, có nhiều khi mình có thể cho họ một phần thôi. Nhưng mà có nhiều người đó là họ mạnh hơn, họ thấy mình có thể mà mình cho hết thì họ lại cho hết. Tùy theo cái tâm của từng người. Giống như có một vị vua, ông đi đánh trận, ông bị thua trận, thì ông đi về trở về nước rồi, thì tới ngang biên giới rồi ông đói hết sức đói, thì có một cái người lính đó, ông đem đến cho ông một cái gói thức ăn, thì ông đói là ông định muốn ăn, nhưng là ông thấy có một người là một cái vị sư mà ở gần chỗ biên giới đó, thấy họ sắp sửa đi tới cái giờ ăn, thì cái vị này mới thấy mình nên dành cái phần cơm mình đi, mình cúng dường cho cái vị sư. Thì cái vị đó là cúng dường cho cái vị sư. Rồi một cách mà để cúng dường nữa đó là cúng dường bằng cách hành đạo của mình. Cố gắng mình giữ giới để cho trong sạch, cố gắng mình tham thiền, đó là mình cúng dường đến cho người khác. Cái đó gọi cũng như là một cúng dường đến sự an lành đó. Mình giữ giới cũng là tính ra là một sự cúng dường, là cúng dường mình đem lại sự an vui, đem lại sự an lành cho người khác, để khiến cho người ta gặp mình là họ không biết sợ hãi. Thưa sư, khi nào mà sư giảng hết cái phần cúng dường á, thì lúc đó là cho phép con hỏi nha. Thì khi mà mình cúng dường đó, thì cái mình thường thường khi cúng dường mình nhớ đến có một lần mà nọ, khi mà Đức Phật đó, Đức Phật mà khi ngài sắp nhập diệt đó, thì khi đó khi ngài ngồi ngài sắp nhập diệt thì ngài nằm mà dưới cái hai cái cội sông Long đó. Thì khi đó hoa của hai cái hoa là mặc dù cái sông Long nó trái mùa, nhưng mà hoa nó nở tràn đầy. Thế nở tràn đầy vậy chi là nó cúng dường Đức Phật á, là có thể nó do những vị chư thiên làm cho nó nở ra. Rồi cái bột chiên đàn ở trên trời nó rơi xuống tung khắp trong nơi thơm cúng dường Như Lai. Rồi những vị tiên đó ở trên trời đó, họ đem nhạc xuống, rồi đem hương thơm xuống, họ rải khắp mọi nơi để cúng dường Đức Phật. Nhưng mà khi đó Đức Phật nói với Ananda, nói là Như Lai bây giờ được chư thiên cúng dường, được ngay cả nhà rồi nhân loại cúng dường, mọi người đều đem những sự đồ vật đến tới cúng dường Như Lai. Nhưng mà sự cúng dường như vậy đó nó chưa cao thượng bằng sự giữ gìn giới luật và thực hành theo giáo pháp. Thì thực hành giữ gìn giới luật, thực hành theo giáo pháp, đó là một sự cúng dường cao thượng. Thành ra nếu mình không có tiền có của thì mình phải cúng dường bằng cách mình giữ giới trong sạch, với mình thực hành giáo pháp của Đức Phật là bằng cách mình bố thí, mình trì giới, mình tham thiền. Đó là về cái sự mà cúng dường đó, cúng dường cao thượng là như vậy. Bây giờ sau khi mình sẽ nói về ba cái pháp đầu tiên vậy đó, quý vị nào mà thấy có cần câu hỏi gì thì có thể hỏi để mình bàn luận. Thưa sư, lần trước sư có giảng cho con nghe về khi cúng dường á, thì người Phật tử á, cái người thí chủ á, có thể tác bạch với vị sư á, là đó là dân tứ vật dụng mà bất cứ khi nào vị sư cần á, thì khi nào sư cần á thì sư cứ dùng á. Và sư có giảng thêm là mặc dù cái người Phật tử á, họ tác bạch như vậy, nhưng mà cái người sư á, khi thọ nhận thì cũng phải để ý những chuyện gì á. Và sư có kể chuyện này về con chim két á. Dạ, con nhờ sư kể lại câu chuyện đó. Thường thường đó thì mình Đức Phật nói là mình cúng dường hay mình làm gì đó cũng phải làm mà trong cái sự có trí tuệ. Thế con
mình phải dùng cái trí tuệ để mình cúng dường. Con nói là cái có một lần nọ thì có một cái con chim két á, nó tới nhà người ta, nó ăn rồi là nó phá. Nhưng cái bà này là rất là thương nó, cho nên bà cứ để nó vậy. Nhưng mà bà cũng khó chịu, bởi vì nếu mà nó ăn cái cây có quả, nó ăn một cây cũng nói gì, nó ăn nó phá đồ cây hết đó. Thì bà muốn đuổi đi, nhưng mà thấy mình đuổi không có đành bà đuổi. Thì bây giờ làm sao mà bà tránh được trường hợp mà nó được nó phá phanh. Thì bà ta mới đi tới hỏi một cái vị thông thái. Thì thường thường đó, ở đây bây giờ mình thường thường có nhiều khi mình làm việc gì đó, mình đi hỏi cố vấn đó. Có những người họ chung môn làm cố vấn, mình muốn làm gì mình tới mình hỏi họ, thì nhiều khi mình phải trả tiền. Như ngày xưa thời kỳ Đức Phật á, có những người họ tình nguyện vậy đó, họ mệnh danh là bậc trí thức, ai mà có cần cái điều gì cũng tới hỏi họ. Thì bà này bà hỏi, bà đến bà hỏi vị này, thì vị này nói là chỉ cho bà cách. Nó bây giờ đó, mỗi khi mà tới nó ăn đó, thì bà chỉ nói này thì thôi, bà nói là mày cho tao một cái sợi lông, mày ăn của tao nhiều quá mày cho tao sợi lông, thì nói vậy đi. Rồi bà cứ xin vậy đi thì nó sẽ thấy tới phá. Thì một hôm thì nó tới như thường ngày, buổi sáng sớm tới thì bà gặp nó. Nó lâu nay đó mày ăn đồ đạc của ta, thì ta để cho mày ăn tự nhiên. Nhưng mà bây giờ đó mày, ta muốn xin mày một chút xíu, mày có cho được không? Nó nói là tôi có gì thì tôi đã ăn của bà rồi, tôi có, bà muốn xin gì tôi cho. Nó mày chỉ tới đây mỗi ngày, mày cho ta một sợi lông thôi. Rồi nó nói là, ồ, thì ăn cái gì, tôi sẽ cho bà. Thế nó vừa nói xong cái nó rủ một cái cánh của nó rụng răng, rụng ra rất là nhiều. Thì có ngày sau cũng vậy đó, thì bà cũng đợi sẵn, nó tới cái là bà hỏi nó, bà hỏi cho xin sợi lông, nó cũng rủ như vậy. Nhưng mà rủ đến đâu khoảng 30 lần á, thì cái lông rụng nó không còn nữa. Thì nó phải nhổ một sợi lông, để thấy nhổ một sợi lông đâu có ăn thứ gì đâu, hơi đau đau chút xíu thôi. Nhưng mà sau nữa là nó tới nữa, thì bà cũng xin sợi lông, là bắt đầu nó khó chịu. Rồi mỗi ngày cái bà cứ xin hoài vậy á, nó tức mình quá, nó không thèm, nó không chịu ta ăn nữa. Thành ra muốn mà người ta đừng có thân cận mình á, thì cứ xin nghe, xin hết cái này xin cái kia là không ai thèm thân cận mình hết. Mà cái cách mà mình tránh xa người ta đó, và bằng cách mình xin người ta, do đó mình xin hoài người ta đó, người ta sẽ bực mình lắm. Ví dụ mình ở gần hàng xóm mà cứ ngày nào cũng đi qua xin củ tỏi, mà xin một chút tiêu, xin chút hành, làm biết sao người ta họ không có thèm chơi mình nữa đó, mặc dù không có bao nhiêu. Thưa sư, có phải vì cái tâm lý như vậy á, vì Đức Phật hiểu tâm lý như vậy cho nên là cô nhớ đại ý á, là giống như một vị sư á, mặc dù cái người Phật tử tác bạch rằng là ví dụ như là kính thưa sư, là khi nào sư cần tứ vật dụng á thì sư cứ cho con biết và con sẵn sàng con dâng cúng, nhưng cái người sư đó khi yêu cầu á thì vị sư đó phải để ý cái thời điểm đó phù hợp không, đúng không sư? Thì đúng rồi, Đức Phật nó một ông sư, khi mình đi tu rồi đó, mình cần cái gì mình chỉ xin được cha mẹ mình, xin được những người bà con của mình thôi, chứ mình không được xin thiện tín, trừ khi mình thiện tín họ có yêu cầu. Bởi vì mấy cái xin hoài của thiện tín là thiện tín họ sẽ bực mình lắm. Bởi vậy cho nên là những cái người Phật tử đó, khi họ gặp những vị sư hay là mới thì họ hay bạch đó là thưa sư hay là thưa sư cô, con xin dâng tứ vật dụng. Thưa sư cô, tứ vật dụng có nghĩa là gì? Là cái chỗ ở, ví dụ chẳng hạn như nhà mình có thể bị hư rồi mình muốn lập tranh lại, mình có thể đi xin tranh của Phật tử. Rồi này gồm có chỗ ở này, rồi có thức ăn, rồi có thuốc, thuốc uống. Đó là những cái điều mình có thể xin được Phật tử. Nhưng mà khi mình xin Phật tử, rồi nếu Phật tử họ đồng ý,
hoặc là họ tới họ nói trước, họ nói là con xin dâng tứ vật dụng cho chư tăng, là gồm có nhà ở nè, gồm có thuốc men nè, vật dụng nè, với y áo. Thì khi mà xin như vậy đó, thì cái lời xin của họ đó nó chỉ có giá trị tới 4 tháng thôi, không có hơn. Bởi vậy nên sau 4 tháng rồi mà không được xin nữa. Tuy nhiên Đức Phật nói là cũng phải có lòng từ bi và có trí tuệ. Khi họ xin mình như vậy đó, nếu mà xin mình trong vòng 4 tháng thì mình cũng phải tính như thế nào. Mình phải coi thử, ví dụ như là sao nó ồ à. Dạ, xin cứ nói xong rồi cũng coi chỉnh. Mình xin nha, mình coi thử cái người đó họ nói cho mình nghe là họ sẽ dâng cúng vật dụng cho mình, nhưng mà họ mới nói buổi sáng là buổi chiều là bây giờ họ sạc nghiệp rồi, thì ông lấy mình tới mình cũng xin nữa sao. Thành phải nhìn coi thử, và lúc đó họ hứa họ cho mình đó, họ đầy đủ, mà bây giờ sau chừng một vài giờ đồng hồ hay là một hai ngày thì họ nghèo rồi, thì như vậy mình cũng không có được xin. Và thêm nữa đó, cũng có nhiều người họ thấy người khác xin dâng tứ vật dụng cho chư tăng rồi họ cũng xin, nhưng thiệt sự trong lòng họ không muốn, thì mình cũng phải nhìn biết như vậy để mình xin hay không. Thành ra mình phải có cái là mình coi thì cái hoàn cảnh của người đó có thể cho mình được không. Còn và mình cũng cần biết nữa, nhiều khi mình biết là người đó họ dâng cúng mà vật thực cho mình, họ hứa là mỗi ngày là mình đi tới đó là họ sẽ dâng cúng, nhưng bây giờ mình thấy họ nghèo quá rồi thì nhiều khi mình phải tránh cho nó đi, mình đi một chỗ khác. Thành ra khi mà họ yêu cầu dâng tứ vật dụng cho mình đó thì chỉ có giá trị trong vòng 4 tháng thôi. Mà nhớ là khi mà họ yêu cầu tứ vật dụng đó, họ xin cúng dường cho mình đó, thì mình phải xin nó vừa phải thôi, chứ không thể nói là con xin dâng cúng cho sư cần gì rồi nói cho sư chiếc xe hơi, thế nói vậy là đâu có được không. Mình coi có vừa phải không. Đó là vậy. Thế là khi mình xin cái người khác đó, thành xin tứ vật dụng vậy đó. Thế thường đó, những sư là Đức Phật cấm là không được đi xin của người ta, thì chỉ mình đi khất thực rồi ai muốn cho mà gì là cho. Nhưng mà những khi mình bệnh hoạn này kia đó thì mình phải cần có thuốc men, thì Đức Phật cũng nói là chỉ được xin những cái người bà con thân quyến của mình thôi. Và có nhiều người họ không có bà con thân quyến, mà họ cũng có thể họ có bà con thân quyến, mà bà con thân quyến họ nghèo quá, thì những người Phật tử đó họ có tâm thành, họ có thể tới nói với vị sư, nói sư cần gì xin sư nói cho con biết để con xin dâng cúng sư. Thì khi họ đòi họ dâng cúng cho mình rồi, mình phải có những cái điều kiện. Mình coi thử là khi mà họ dâng cúng cho mình vậy đó, ngày xưa họ nói dâng cúng mình là có tiền, bây giờ họ có còn có tiền nữa không. Rồi coi thêm nữa đó là có phải là họ dâng cúng cho mình đó là họ thật tình là dâng cúng, hay là họ không muốn dâng cúng, nhưng mà thấy mấy người khác xin dâng cúng rồi họ làm, thì tùy theo đó mình xin như thế nào đó là mình phải có trí tuệ trong khi mình xin. Thưa sư, vậy khi mà một thí chủ họ dâng cúng, họ bố thí mà cái tâm họ không có hoan hỷ, giống như họ bị ép buộc, hoặc là họ chạy theo phong trào, hoặc là họ làm cái đó để mà họ cầu mong là kiếp sau hay là ngay trong kiếp này họ phải được cái gì, thì trong những trường hợp đó thì cái việc cái dâng cúng đó có đem lại lợi lạc không sư? Thì đó mình phải có cái trí tuệ. Ví dụ chẳng hạn như có một người họ là bây giờ cái ví dụ như là các chùa phải không, nhiều khi hay tổ chức những buổi văn nghệ hay là cho những buổi bữa ăn mà cái quỷ đó, rồi tới là ai muốn cúng dường bao nhiêu đó thì cúng dường, nhưng mà họ nhiều khi họ đâu có bắt mình tới cúng dường đâu, họ cho mấy đứa nhỏ nhỏ đó nó bưng cái thùng đi tới. Thì ví dụ như chẳng hạn như bây giờ một người họ thấy họ muốn cúng dường, mà họ thấy cái chùa này đáng lẽ mình làm cúng dường thì phải nấu ăn cho ngon lành chi, ai nấu ăn dở ồn như vậy, thì cái bữa ăn nó chỉ giá tháng có 5 đồng thôi. Nhưng mà thấy mấy người khác đó là họ
họ cũng 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 bỏ cái bình đó là ít nhất cũng 10 đồng 20 đồng trở lên, thì mình nói thôi thôi bây giờ ta cũng 10 đồng mình mở cái bóp ra mình lấy 10 đồng, không ai ngờ không thấy bạc 10 đồng, không lấy mình đưa tờ 50 ra cho nó là con đi đổi giùm cho bác đâu, thì như vậy đành phải bỏ 50 đồng đâu. Thì như vậy cái số tiền mà 50 đồng nó phải không, thật sự muốn cúng dường là bao nhiêu, là 10 đồng là rồi, còn cái phần còn lại là cực chẳng đá thôi, nó cúng dường. Thì cúng dường xong mà về tâm nó rất là buồn, rất khổ. Nhưng mà buổi sau đó đi ngang cái chỗ đó thấy cái chùa xây dựng tốt đẹp quá, thì tự nhiên khi đó nhớ à, ô ngày xưa tôi có cúng dường, tôi cúng dường 50 hay tôi cúng dường 10 đồng, thì nhớ cúng dường 50 phải không. Thì ra không phải là nói là cúng dường 50 không có phước đâu, nó có phước của 10 đồng là nó có phước khác, rồi nó có phước phần còn lại đó là nó khác đó. Ví dụ đó có thể mình nói thêm là muốn cúng 10 đồng nhưng mà thấy ai họ cũng 20 cho nên mình đành cúng 20, rồi mà mình rút ra không có bạc 20 mà biến thành được tờ 50, như vậy có thể tiền nó chia làm ba, là 10 đồng á vào là cúng dường thiệt, 10 đồng á là bị sợ mất bạc á để cho mọi người mình phải cúng cho được chừng đó, còn cái phần sau là phần miễn cưỡng đó. Nhưng mà ăn thua khi mình gặp lại đó thì mình cái tâm mình như thế nào, thành ra mình khó mà có thể phê phán một người nào tốt hay xấu. Có thể bởi vậy cho Đức Phật nó là bố thí, có khi là bố thí vui vẻ thích thú trước khi cúng dường, mà có người và thêm lại là trong khi cúng dường và sau khi cúng dường phải mình cấp những trường hợp đó, mà được phần nào thì hai phần đó thôi. Thưa sư, con hỏi một câu cuối liên quan đến việc bố thí sư. Hồi nãy sư có giảng là có ba bậc, có ba bậc bố thí. Thì ở cái đoạn mà bố thí vợ con đó sư, bố thí sinh mạng á, thì bố thí sinh mạng của mình á, thì con có thể hiểu được. Trong một số trường hợp mình cần mình phải hy sinh cái thân mạng của mình á, thì con có thể cảm nhận được. Bố thí một phần trên cơ thể của mình á, trong trường hợp một số trường hợp cần thiết con vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng mà đến khi mà đến đọc cái đoạn là bố thí vợ con á, thì lúc đó con thấy nó có cái gì lấn cấn ở đây á. Bởi vì có thể là cái trí tuệ con chưa có tới. Đối với con là vợ con á, không phải là vợ con không phải là tài sản của mình. Tức là nếu như mà mình rời bỏ vợ con để mà xuất gia thì đó là cái chuyện rất là khó làm, rất là cao thượng. Nhưng mà lấy vợ con để bố thí thì con thấy lấn cấn ở đây. Cho nên con tự hỏi rằng đây có phải là lời Phật dạy hay là không? Khi những cái này trong kinh Tiểu Bộ đúng không thưa sư? Nếu mà con cứ tập bố thí cho đến một ngày nào rồi con thấy là có thể bố thí được vợ con. Nhưng mà nhớ là khi mà Đức Phật mà ngài nguyện thành Phật á, thì khi đó bà Gia Diêu Đà La là một cái tín nữ thôi, thì mà bà biết và biết là khi mà một vị mà muốn trở thành vị Phật là có thể bố thí tất cả mọi thứ, thì bà tình nguyện vậy mà, bà tình nguyện, bà nói tôi biết ngài là sẽ nguyện trở thành Bồ Tát, thì xin ngài đó phải sẵn sàng có bố thí tất cả, mà bố thí ngay cả tôi là tôi rất là vui vẻ để được làm cái của bố thí của ngài. Thì những người cái vị Phật á, và là những người mà bởi vì vợ của những vị mà sắp thành Phật đó là cái vị cái tâm họ rất là mạnh, họ hy sinh tất cả của họ cho cái vị Phật tương lai hay là cho cái người chồng của mình hiện tại đó, muốn cho vị đó trọng cái anh nguyện của mình thì bố thí vậy. Còn nếu mà mình thấy mình không thể bố thí được thì đừng bố thí. Này, trong cái chuyện đó là bà Gia Du Đà La là đã có hạnh nguyện trước đó, đã có hạnh nguyện trước đó rồi. Chứ không phải là ngài tự động anh đi bố thí đâu, không phải ngài mà bố thí mà ngoài cái ý muốn, bà muốn được bố thí mà bà muốn được. Thành cái hạnh nguyện của một người Phật rồi người vợ mà nguyện của một cái vị Bồ Tát trong tương lai đó cũng có phải có cái hạnh nguyện giống như một Đức Phật vậy.
Thưa sư, có một cái câu hỏi, sư đọc một chút xíu, con mới thấy cái câu hỏi này trên fanpage á. Con phải bật cái màn hình lên. Con kính lễ sư, thưa sư, sư cho con hỏi. Hiện nay con thấy có rất nhiều người, hiện nay con thấy có nhiều người mua các kinh sách dâng cúng cho các sư. Những việc dâng cúng này có ý nghĩa về phước báo không ạ? Đó là ý thứ nhất của câu hỏi. Mua kinh sách hả? Dạ. Dạ. Thì cái kỳ sư nhớ là cái thời kỳ mà khi mà sư sư dịch một cuốn sách của ông Sutta đó, thì tới sư thường thường mình sách bằng tiếng Anh này, thì tới thì gặp tác giả xin đàng hoàng, thì ông khuyên sư, ông nói là bây giờ mà sư muốn dịch cái đó đó thì ít nhất là sư phải mỗi ngày sư phải dịch mới được, thì nó mới xong. Chứ còn mà sư mà cái để chần chờ là nó không xong. Thì ông nói cho sư vậy đó. Thì khi đó sư nói rồi, cái thứ hai ông nói là dịch đó phải đem bán chứ đừng có cho. Ông nói là khi mà mình đem bán vậy đó, người ta mới thấy cái cuốn sách đó là cần. Họ đi mua thì họ về họ mới chịu khó họ đọc. Cũng như có những cái người, nhưng mà khi đó đã chưa, lúc đầu thì ông luyện đó, anh là cái cuốn đó anh cũng đề giá anh bán. Nhưng mà ngài Kim Triệu đó, ngài nghe được cái vậy đó thì ngài nói là không được, sách vở không được bán. Nhưng mà về sau đó, cách đó 2-3 năm sau, thì khi đó là sư nghe là ngài cũng đâu bán đâu. 2-3 năm sau thì một hôm đó thì người ta mua một cái là thuốc cho ngài mà đúng hình như cả 100 đồng á. Rồi mà có mấy chục viên thôi, cho ngài thấy vậy ngày nào ngài cũng uống. Rồi khi đó ngài mới nói sư một đó, thật sự cũng phải nên mà bán kinh sách, tại vì họ có mua một cuốn kinh sách đắt tiền rồi đó, rồi họ mới chịu ra đi trận đạo. Cũng như chính sư đó, sư có mua cái thuốc đó có mấy chục viên cho mình mà cả 100 đồng, cho nên sư chịu khó chịu uống. Còn mình nếu họ cho không thì sư cũng siêng năng uống đâu. Thì tùy theo mình, mà cái in kinh sách mình bán cũng được hay không được tùy theo cái ý của mình. Nhưng mà thường là ở Việt Nam á, bây giờ đó các chùa đó thì họ ít người mà đi tới chùa mà xin kinh sách lắm, họ chỉ ra một tiệm thôi. Cho nên là mấy chùa Việt Nam sẽ thấy bắt đầu bán kinh sách nhiều. Còn cái việc mà Phật tử á sư mà ấn tống kinh sách á, mà ngay cả chuyện mà ấn tống những cái kinh sách mà đó không phải là lời Phật dạy á, thì cái việc đó có đem đến đời lạc không sư? Thì mình ấn tống những cái kinh, ví dụ như mình nhận mà không có đem lại lời lạc thì mình đâu có được hưởng lợi lạc gì đâu. Nhưng mà nhiều khi do mình si mê, mình không biết, thì nó cũng được một phần phước nào đó thôi. Còn nếu mà mình muốn mà ấn tống chân thiệt là tốt đẹp, mình đọc cuốn kinh đó đây, còn coi cuốn nó thật sự nó có đem lại lợi hay không, mình mới phát lên cho người khác. Còn bây giờ quý vị thấy có phát những cái bản kinh, mà có những bản kinh đó nhiều khi cũng không phải Đức Phật nói, mà nhớ là những cái tôn giáo Phật giáo đó họ không có khuynh hướng đi phá những tôn giáo khác. Cái những tôn giáo khác họ có chủ trương đó phá Phật giáo chẳng phải không. Thành ra có cái trường hợp này là có một ông sư, ông được một cái ông tư, ông vào tu trong Phật giáo mà ông học hành rất là giỏi, tại vì ông nguyên trước là ông là theo Thiên Chúa giáo. Mà nhớ là cái tiếng Bali đó với tiếng mà tiếng Latin đó là cái văn phạm nó giống nhau, mà nhiều cái chữ nghĩa trong đó cũng giống nhau lắm. Người ta thấy là lùng có hai chữ vậy. Cho nên những người mà học tiếng Latin này kia rồi đó mà học qua tiếng Pali học rất là nhanh. Thì mình Phật giáo mình không có chủ trương là phá cái tôn giáo khác, trên những tôn giáo khác họ có, cho nên họ cũng cử những người mà giả làm sư đó để đi vào sửa đổi những cái điều của trong Phật giáo. Thì trong đó họ cũng có nói là bây giờ đó đối với ở Thái Lan thì bây giờ đó mình tiến và lần lần cách phá Phật giáo bằng cách là cho họ thờ những cái tượng của
của ông trời là Đế Thích á, Đế Thích là bốn mặt á, bốn mặt, có chỗ đề ba mặt, thì nhiều chỗ dựng ở đó đây này, họ chủ trương họ nói là khuyến khích làm như cái đó, để từ từ ở đó họ quên Phật luôn, họ chỉ nhớ đến Đức Chúa Trời thôi, đó là cái cách những cái tôn giáo khác vào phá trong Phật giáo. Mà những cái tài liệu đó hả, là có nhiều người nói là cái đó không có, nhưng mà thật sự có ở bên Thái Lan, họ đã tìm ra được rất là nhiều cái tài liệu mà phá cái Phật giáo Thái Lan. Cho nên là bố thí kinh sách đó thì cũng phải tìm hiểu, phải có trí tuệ trong cái chuyện bố thí. Thưa sư, ý thứ hai á, và ý cuối của vị này á, đó là việc thưa sư, việc các sư trực tiếp nhận tiền cúng dường từ các cư sĩ, con nhớ là Đức Phật có cấm, nhưng hiện nay nhiều sư trực tiếp nhận tiền dân cúng, vậy việc dân cúng tiền này có đem lại phước báo không? Con cảm ơn sư. Thì cái này là chính cái này sư cũng hỏi ngài Silanda. Thì ngài Silanda nói là bây giờ đó, ngày xưa đó mình đi đâu mình phải có một sư đó muốn nhận tiền cúng dường đó, phải có một cái người mà Kapiya đó là hộ tăng đi theo. Bây giờ làm sao kiếm được cái người hộ tăng như vậy, rất là khó. Rồi mình thêm nữa về sau này đó, nó có nhiều cái chuyện là nó xảy ra. Ví dụ như chẳng hạn có một cái ông hộ tăng ở bên Thái Lan đó, ông lúc đầu ông vô trong chùa đó rất là tốt, nhưng về sau rồi giao cho ông giữ tiền, rồi ông đem lấy tiền đi đánh bạc. Rồi đến khi mà ông sợ quá đó, rồi đến khi vị sư hỏi tiền ông đó để mà mua này kia ra giao cho ông đó, thì ông tìm con, thì ông sợ, ông giết chết ông sư luôn. Mà chuyện nó xảy ra ở Thái Lan, mà cũng xảy ra ở bên Miến Điện nữa. Mấy người mà giữ tiền ông sư đó, họ giết chết ông sư luôn. Thành ra khi mà qua bên Miến Điện, quý vị thấy mỗi buổi sáng là người ta thấy có một cái vị sư đọc cái kinh rất là hay, phát ra trên loa. Nhưng cái ông đó là một trong những ông mà ông thuyết pháp rất là giỏi, mà ông tụng kinh rất giỏi, mà ông giao tiền cho người cháu của ông đó, mà rồi người cháu ông đi đánh bạc, giết chết ông luôn. Thì gặp những trường hợp đó, cho nên ông sư đó, vì là có nhiều cái bất tiện mà phải giao tiền cho người khác đó, thì dùng, cho nên là ông sư giữ tiền. Tuy nhiên mà ngài Silana người nói mình giữ tiền, nhưng mà bây giờ mình gì, mình gọi là mình giữ tiền để mình dùng trong tứ vật dụng thôi. Cho nên khi mình có tiền rồi thì mình đừng có để trong người, mình để một nơi nào đó. Khi nào mình cần dùng thì mình nói cái người mà cư sĩ đó, thân tín của mình đó, đi vô trong đó mà họ lấy, mình đừng đụng tới. Mà mình nhớ đó là ông sư giữ tiền, họ cúng tiền cho mình đó, là chỉ cúng tứ vật dụng, là thứ nhất là nhà ở. Ví dụ như nhà ở mà hư hao thì mình lấy tiền để mình sửa. Thứ hai đó là vật thực. Thứ ba là y áo. Rồi là cuối cùng là thuốc men. Thì mình giữ tiền mình chỉ nhớ là sử dụng trong trường đó thôi. Và mình sử dụng làm thế nào mà để cho cái người Phật tử họ cảm thấy hài lòng. Thêm thơ mình nói là họ cúng mình là có bao nhiêu tiền là mình muốn dùng thì kiểu gì dùng. Rồi mình mua một chiếc xe hơi cho nó là nó thiệt tốt. Thì cái đó cũng rất là kỳ. Hay là mình sử dụng một cách mà phung phí. Thì cái đó là nếu mình giữ tiền mình có thể giữ như vậy. Còn có một lần nọ đó thì khi mà về sư ở với vị sư khác đó, thì trong chùa nó nói là thôi bây giờ mấy sư tự động đó là nó là mình không có giữ tiền, mình giao cho người khác, mà giao không có người nào giữ hết. Khi đó sư nói thôi bây giờ mấy vị sư giữ giới cho trong sạch đây, bây giờ tôi sẽ giữ tiền cho mấy vị. Thì sư giữ cho mấy vị đó, sư nói là mấy sư đừng có đụng tiền để tôi giữ cho vị. Thì mỗi lần mà vị nào mà vào gửi sư tiền thì sư ghi vào cuốn sổ, rồi lấy ra đó thì cái vị đó nó vô rồi cũng phải ký vào sổ. Thì có một hôm nọ sư giữ như vậy được 3-4 tháng, thì có một vị sư kia vô nói là sư bây giờ tôi muốn mua cassette để tôi nghe kinh là 120 đồng, sư đưa tôi 120. Cái sư xong nói rồi sư đâu có còn đủ 120, sư còn có 80 thôi, làm sao mà
mà tôi đưa sư ra được, thì khi đó ông mới cãi. Ông nói rõ ràng tôi còn tới 300-400 mà tại sao mà sư nói vậy. Tôi nói thôi, tôi định phòng vừa trước rồi, thấy sư vô tôi đưa sổ cho coi nè. Cái khi đó ông mới xin lỗi sư. Ông nói ông nhớ lầm. Cái khi đó sư mới học lại mấy vị mà cùng trong chùa đó, sư mới nói nữa nè. Bây giờ quý vị thấy không, sư giữ đầu cho quý vị cũng giống như ngân hàng giữ vậy mà, phải không? Mà còn sinh ra rắc rối nữa, mà quý vị gửi tiền trong ngân hàng đó, quý vị còn được tiền lời nữa, mà nó tôi khỏi mệt. Thì bây giờ tôi đề nghị mấy sư đó đem tiền gửi ngân hàng để đưa tôi chi, phải không? Đó. Rồi cái điều đó về sau mà sư cũng hỏi những cái vị sư Miến Điện đó, thì sư nói là bây giờ mình khó mà có capia giữ tiền mình, thì bây giờ mình có thể nhờ ngân hàng giữ tiền cho mình được không? Thì cái vị phó thượng sư của ngài Panita, ngài nói đây ngày mai ngài suy nghĩ, và ngài qua kinh điển rồi thì ngài nói, ngài mới trả lời, nói, đó là một người mà hộ tâm mà đặc biệt, ngài nói ngân hàng nó vậy. Yeah. Thì bây giờ nếu mà giữ tiền với tính cách đó, là mình giữ để mình lo cho việc chùa, phải không? Hay là mình giữ để mình lo cho những cái phần mà cần thiết, nhà ở, thuốc men kia mình giữ. Và khi mình giữ rồi đừng có để tâm vào trong nó nhiều. Chứ còn bây giờ, còn nếu mà có người mà họ giữ tiền cho mình thì mình nên đưa cho họ giữ. Điều đó tốt hơn. Mình hỏi phải suy nghĩ mày. Tại vì Đức Phật nói đó, ví dụ như một ông sư mà khi đi khất thực á, nhiều khi họ tặng cho mình cái thứ này thứ kia, nhưng mà họ nhiều khi không được giữ nhiều, họ tặng cái đồ mà đựng muối đó thì nó được giữ, nhưng mà những đồ nó mà quý quá bằng vàng bằng ngà này kia cũng không được giữ. Tâm giữ vậy đó, nhiều khi sao ăn trộm á, có thể nó tới giết chết mình để lấy mấy cái hũ đựng muối mà bằng vàng hay bằng ngà đó. Thành ra cái phần nó giữ tài sản nó rất là nguy hiểm. Thưa sư, con thỉnh sư dẫn cái phần kế tiếp đi. Này sư hoan hỷ, sư nói lớn một chút xíu thôi. Yeah. Tới cái phần là ở trong chú xứ nên ở. Thì cái có những câu pháp an lành thứ hai là ở trong xứ nên ở, và những người mà có được phước lành để dành khi trước và giữ mình theo lẽ chánh. Có những người đó, cái chỗ ở trong xứ này ở là cái đó là dễ hiểu. Rồi người làm việc lành để dành phía trước, có những người đó do nhờ họ tạo những phước lành từ trước, cho nên vậy họ có của cải, họ có được những người mà thương yêu họ. Rồi là giữ mình theo lẽ chánh, là cái điều thứ ba là mình phải cố gắng giữ giới luật được cho trong sạch đó. Là nói là đại khái là những cái điều vậy, hay là về những cái chuyện gì mà của chư tăng đó, những nhiệm vụ của chư tăng đó thì mình phải giữ cho nó đúng. Thì đầu tiên đó là nói là ở trong xứ nên ở, thì Đức Phật đã nói là ở trong xứ nên ở là thế nào. Ngày xưa trong kinh có nói là ở nên xứ Ấn Độ, bởi vì khi đó có Đức Phật và đương sinh ở trên Ấn Độ, cho nên ở ngay tại Ấn Độ là xứ nên ở. Còn bây giờ đó thì mình ở xứ nên ở là thế nào, chỗ nào mà có Phật pháp, chỗ nào mà có thể mà hành thiền được, có thể truyền bá giáo pháp được, thì đó là cái chỗ mà ông sư nên ở. Tại sao mà phải ở những cái nơi mà thích hợp? Thì xứ nên ở là cái xứ mà mình gặp được những cái điều mà tốt đẹp. Thứ nhất á, là ở trong xứ đó là mình thấy là đầu tiên nó là mình gọi là thấy trong sạch. Mình thấy những cái cảnh tượng gì mà nó tốt đẹp, là không thấy những cái cảnh mà nó xấu xa. Ví dụ như mà ở chỗ đó là không có trộm cướp, không có những cái ví dụ như là những người mà gái giang hồ này kia đó, thì đừng có ở những chữ đó, là khi đó mình thấy không có cao thượng. Như vậy mà thấy cao thượng là thế nào, là chính là thấy được Đức Phật đó, mới gọi là thấy cao thượng. Cho nên mình ở chỗ nào mà có giáo pháp của Đức Phật truyền bá thì mình nên ở những cái chỗ đó. Nhưng mà thấy không là chưa đủ, mà Đức Phật nói là khi mình ở cái trong cái xứ mà mình nên ở rồi thì mình phải thực hành theo những điều mà cái vị đó hướng dẫn cho mình, là
do giống như là ở cái chỗ mà có những nhà sư, có những người mà truyền giáo rồi mình ở đó để mình được gần gũi, thì là mình ở được nơi đó là nơi tốt. Rồi thứ hai là cái ở cái chỗ đó mà có được cái sự nghe cao thượng. Ví dụ như là ngay cái chùa vậy đó, mà nó ở gần cái đập hát nào kia đó. Ở đây thì có thể là mấy đập hát nó cũng còn. Sư nhớ là ngày xưa sư mà ở Việt Nam đó, cái nhà sư ở ngay trước đập hát bội á, trời nó ồn dữ lắm. Rồi nó cứ mà trước khi mà ban đêm 8 giờ nó mở, thì 6 giờ bắt đầu nó lại mở nhạc ra, mở ca cải lương nào ra cho mình nghe. Nhưng mà lạ lắm à, sư ở đó quen rồi hả, thì đến khi sư ở chỗ yên tĩnh sư học bài không có thuộc á, nó lạ vậy đó. Giống như mình quen rồi á, mấy người khác nó ở chỗ này ồn ào vậy, nhưng mình giống như quen rồi thì là mình thấy nó bình thường thôi. Ở chỗ nào yên tĩnh quá mình thấy nó sao nó buồn, nó nản, sao nó học hành không có được. Thì như vậy thường thường là mình ở nơi cái chỗ mình tốt đẹp á, là mình thấy có những khung cảnh gì nó đem lại lợi ích cho mình để mình có thể tu hành được. Tức như là mình ở những nơi mà có Phật pháp, là mà ở nơi mà gọi là nghe cao thượng đó, từng cái chỗ nơi mà có rập hát, có những cái gì là ồn ào kia đó, thì mình nên ở những xứ đó. Rồi cái thứ ba đó là mình ở chỗ nào mà mình thấy chúng sanh đó mà nó có đức tin, thì mình ở như vậy chỗ mới tốt. Là chúng sanh mà không có đức tin thì mình cố gắng mình hướng dẫn cho họ để cho họ có đức tin với Phật pháp. Thế mình ở một cái chỗ mà họ chống đối mình quá đó thì mình cũng rất là khó ở. Ví dụ như là ở đây mình khi gặp mấy gần sống họ có chống đối mình, họ kiệt tụng mình gọi đó, thì mình rất là mệt. Thành ra mình lựa chỗ mình cái xứ mình nên ở là cái chỗ nó phải có được cái nhiều cái điều kiện thuận lợi, mà nhất là ở cái xứ nở là chỗ đó là có được cái những người mà họ có đức tin đối với Phật pháp thì mình ở. Rồi đó, ở nơi nào đó mình có được cái sự học cao thượng, thì cái sự học ở đây là nói đến là chỗ nào mình có thể giữ gìn giới luật được tốt đẹp. Thì có nhiều chỗ mình khó mà có thể giữ gìn giới luật tốt đẹp á. Cái giữ gìn giới luật tốt đẹp không phải là chỉ là ngũ giới thôi, mà có những cái chỗ nào mình có thể giữ gìn tốt đẹp nữa là mình làm sao mà để cái chỗ đó là không có những cái phiền não khởi sinh. Cũng có nhiều cái chỗ mình ở đó là tâm sân mình hay khởi sinh lắm, mình gặp cái cảnh này gặp cảnh kia khó chịu về tu hành, thì cho nên là ở cái chỗ là nơi thích hợp. Nhưng mà Đức Phật nói là nếu như mà không có được nơi thích hợp phải làm sao, thì là mình phải dùng một cái cách khác là mình gọi là thu thúc lục căn. Thì những nhà sư, những sư cô mà ở chỗ nào cũng được đó, là khi nào khi làm biết thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn nghĩa là lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Thì mình ở chỗ xứ nào thế là mình sử dụng câu là có mắt làm như mù, có tai như điếc, có mũi như bị tịt, có cơ thể này giống như yếu đuối, thì mình phải tập như vậy. Thành ra những vị sư nào mà muốn tu hành đó, thì khi đi ra đường cũng vậy, không có được ngó người cả, chỉ ngó với đường đi để mà đi thôi. Rồi cái tai cũng vậy đó, không có lắng nghe những chuyện khác, chỉ cố gắng mà đi mà chú ý đến cái chân của mình thôi, mình chỉ chánh niệm thôi, đừng chú ý đến những người khác. Mình mà tập lại lần cái nó quen, nó quen đi, thì mình sẽ không chú ý đến người khác. Thì bởi mà một trong những cái mình sẽ nói cho quý vị là khi quý vị đó, khi mà đừng nghe sư thuyết pháp, mà có Phật tử nào đi vào thì cố gắng cứ chăm chú nghe đi, đừng có mở mắt hay là đừng có nhìn hướng mọi người đó. Sư thấy nhiều khi sư đương thuyết pháp vậy mà sư đương nói vậy đó, cái sư thấy có ai mở cửa vô thì tất cả những người khác đều hướng mắt nhìn vào người đó. Trong khi hướng mắt nhìn vào người đó thì là mất hết một cái đoạn giả rồi. Thành ra nhiều khi sư phải nhắc nhở ngay cho nó, bây giờ quý vị nghe giảng hay là quý vị nhìn thấy người đó. Thành ra là Đức Phật nói khi mình nhìn tới chỗ nào thì
thì mình cũng phải có cái chánh niệm, nó là nhìn tới đó để làm gì. Đó. Thì khi đó, đó mình phải cố gắng mình tập dậy. Rồi lúc nào mình cũng phải là muốn được tốt đẹp, lúc nào cũng phải cố gắng giữ gìn giới luật cho trong sạch. Rồi mình ở những cái chỗ nào mà mình có thể thực hành được giáo pháp, có thể ở đó mình có thể thực hành để mình có thể nương nhờ vào được là Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, là cái chỗ đó là chỗ mình nên ở. Rồi. Trong khi đó Đức Phật là một người mà cố gắng hành thiền hay là người Phật tử đó, là phải tìm cái chỗ nào đó nó ở nó thích hợp. Rồi khi đó mà không có chỗ ở mà nó không thích hợp đó, thì mình phải dùng cái pháp gì? Phải dùng cái pháp là thu thúc lục căn, sao? Để mình thực hành. Chứ không mình đi kiếm cái chỗ mà cho nó đúng là khó lắm, rất là khó. Rồi á, những cái điều như vậy nha, là mình cố gắng mình nhớ nè. Thứ nhất á, là mình luôn luôn nhớ đến ân đức của Phật. Mình luôn luôn nhớ đến ân đức của Pháp. Mình nhớ đến ân đức của Tăng. Rồi là luôn luôn mình nhớ đến cái giới luật của mình. Thành ra ngay cả Phật Pháp Tăng và giới đó, khi nào mà mình thực hành đó, mình thực hành thấy tâm mình luận bại đó, là một mình cũng có một cách là mình nhớ đến Phật. Mình có thể mình niệm một câu Phật rồi nhớ câu Pháp của Tăng, thì cái tâm của mình khi đó nó sẽ nhẹ xuống. Rồi nhớ đến cái giới luật của mình đó. Thành ra cũng có một vị sư đó, ông tu hành không có tiến bộ. Thì một hôm cái ông ngồi ông nghĩ ông nói mình tu hành, mặc dù mới tu vậy đó, nhưng mà mình giữ giới rất là trong sạch, không có ai mà có thể chỉ trích mình được hết. Thì ông nghĩ về cái hỷ lạc phát sinh, ông nhìn vào cái sự cái hỷ lạc đó, nó sinh diệt mà ông giác ngộ đạo quả. Cũng như một ông khác cũng vậy, ông bị gãy chân đó, là bị người ta chặt chân của ông đó, nhưng mà ông chỉ còn có được một ngày thôi là để bị người ta giết. Nhưng mà ông chăm chú vào cái chỗ đau đó, ông niệm sự đau, ông niệm sự đau, cho nên ông thấy chỉ còn thấy sự sinh diệt của cơn đau thôi, chứ không còn thấy đau nữa, thì là ông giác ngộ đạo quả. Thành ra khi mà mình thực hành đó, thì phải nhớ nè, mình phải nhớ ơn Đức Phật nè, nhớ ơn Đức Pháp nè. Đó, khi mình ở cái chỗ mà yên tĩnh đó, hay là bất kỳ chỗ nào mình cũng phải vậy. Nhớ đến Tăng nè, nhớ đến giới nè. Rồi mình phải diệt cái lòng mà bỏng sẻn của mình. Mình phải có cái sự vui vẻ, sự trong khi mình bố thí cúng dường. Như vậy là hết cái phần ở nơi trú xứ nên ở, phải không sư? Thưa sư, con thấy các cái chùa sư, các cái chùa con để ý thấy là những cái chùa bên Nam Tông của mình thì thường đặt ở nơi nó hơi xa cái khu dân cư một chút xíu á. Có thể là một số chùa sau này khi dân cư họ tới họ về gần chùa rồi, lúc đó khu đông đúc, nhưng mà nguyên gốc á, thì những cái chùa thường ở xa cái khu dân cư một chút xíu, nhưng không quá xa, đúng không thưa sư? Thì nó có lý do gì cho chuyện đó không? Thì Đức Phật á, thì nói là trong cái kinh điển nó nói giới luật của Chư Tăng là không được ở xa cái khu dân cư. Không, trong kinh nó nói là không được ở xa quá 500 cây cung. Thì một cây cung ngày xưa nó khoảng 2 thước, thì 500 cây cung như vậy là bây giờ mình tính là khoảng 1.000 thước. 1.000 thước, không được ở xa quá. Tại mình ở xa quá đó, nó nhiều cái nguy hiểm lắm. Có thể có trộm cướp nè. Rồi có thể mình đi khất thực nó xa quá. Thì không được tốt đẹp, cho nên là không được xa quá 500 cây cung. Nhưng mà 500 cây cung đây là Đức Phật nói là chính thật đường chim bay á. Chứ không phải có nhiều cái chùa ở trong thành phố, rồi là làm con đường đi loan quanh đó, cho nó tới chùa như vậy để cho nó đủ cây số, vậy không có được tính theo đường chim bay. Không được ở xa khu dân cư.
Tại vì những người mà tu mà ở mà xa cái chỗ dân cư gì kia, nó hay bị trộm cướp này kia. Mà nhiều khi họ không trộm cướp cũng sư, nhưng mà Phật tử đó họ tới họ thăm sư, cúng dường cho ông sư thì họ cũng có thể bị những cái điều tai hại này kia. Cho nên phải nghĩ có thể mình không có bị cướp bóc, nhưng mà những người Phật tử mà tới họ cúng dường cho mình đó, trong sư đó, họ có thể bị những cái điều tai hại. Cho nên Đức Phật nói là ông sư không được ở cái nơi mà thật là nguy hiểm á, không phải hại cho mình mà có thể hại cho những người Phật tử nữa. Thưa sư, con nghĩ là con đọc một câu hỏi cuối đi trước khi kết thúc cái phần này sư ha. Mình kết thúc luôn cái phần livestream này. Cái câu hỏi này liên quan đến cái phần bố thí ở đoạn đầu á thưa sư. Dạ thưa sư, lúc trước con có ấn tống một bản kinh, nhưng chỗ in kinh làm không đúng mẫu và in sai. Con không dám phát cho mọi người vì kinh in sai, con vẫn nhận. Kinh in sai con vẫn nhận nhưng không dám phát cho mọi người vì sợ mấy em. Chờ chút xíu sư. Rồi con đọc lại này sư. Dạ thưa sư, lúc trước con có ấn tống một bản kinh, nhưng chỗ in kinh làm không đúng mẫu và in sai. Con không dám phát cho mọi người, nhưng kinh con vẫn nhận vì sợ mấy em in á đền tiền. Bây giờ bản kinh in sai con phải giải quyết như thế nào? Xin sư cho con lời khuyên ạ. Thì vấn đề về cái kinh sách mà cũ cũng đã dạy đó. Thì bây giờ mình có thể mình đâm đấu mình bỏ đi được chứ sao? Nhưng mà ngày xưa đó thì ở Việt Nam mình á, những cái gì mà có cái chữ có kinh sách á, nhất là có chữ Tàu vào là người ta nói là không có được đốt. À, phải để nó cho nó mục. Thì để nó cho nó mục rồi nó cũng như đốt cái gì đâu, phải không? Tại vì người Trung Hoa ngày xưa họ hay lắm, họ muốn mà giữ kinh sách còn những cái điều mà dạy dỗ của các bậc thánh hiền ngày xưa đó. Cho nên họ đặt ra cái là ai mà đốt những sách của thánh hiền đó, những sách mà học này, cái là tội lỗi nhiều lắm. Cái đó họ đặt ra vậy để cho người ta cố gắng người ta giữ kinh sách. Còn mình á, bây giờ mình thực tế, nếu mình thấy in sai rồi thì thôi mình bắt mình bỏ đây, tất nó cũng chỉ là vật chất thôi. Mình đừng để ra chi cho nó mệt. Mình để vậy rồi người ta lượm, người ta coi, họ coi tầm bậy tầm bạ. Thì mình có thể dùng qua những cái cách khác. Bây giờ cho nên cái y cũng sư Đức Phật nó là phải lo mà việc tôn trọng y. Nhưng cái khi mình cũ rồi đó thì Đức Phật nó đừng có bỏ ha, mà hãy trộn với đất sét á, xé nhỏ trộn nó sét mà trát lên trên tường á để làm cái tường. Thưa sư, tới đoạn này con nhớ là ở Việt Nam á, ở các chùa đặc biệt là có những người người ta tượng Phật cũ á, bây giờ ở nhà họ muốn thỉnh tượng Phật mới, cái tượng Phật cũ á, hoặc là tượng chư thiên, tượng thần thánh gì đó, và sau đó họ đem quăng thì họ lại sợ. Và cuối cùng là họ lại mang hết vào trong chùa. Và tính ra thành là tự nhiên chùa giống như là bình dân, là giống như một cái nơi tập trung những cái đồ cũ mà nhà thí chủ không cần đến á. Thì trong trường hợp mình theo sư là một thí chủ họ có tượng Phật cũ, tượng chư thiên, tượng gì đó mà bây giờ họ không thờ nữa thì họ nên làm như thế nào thưa sư? Thì nếu mình mà đó là trường hợp, nếu mà đang ở chùa cũng được. Nhưng mà bây giờ qua thái độ chùa thế nào? Tội chùa sư. Tội chùa vậy thì bây giờ mình lấy cái đó đi. Bởi sao mình xây chùa, mình xây nhỏ rồi mình đúc mấy cục tóc lô rồi mình xây chùa. Sao? Mình làm được sao không được. Tôi một cách mình biết sử dụng đó. Thì ở bên Thái Lan hả, người ta đem nhiều thứ tới đồ chùa đó. Những tượng Phật cũ nào kia rồi đem tới. Thì ở bên đó họ dùng cái máy họ xay ra là họ trộn một cái chất dẻo đó, họ đúc thành tượng Phật. Thành có những cái tượng Phật mà họ đúc, bây giờ họ đúc bằng cái nhựa đó. Ở trong đó mình thấy nó còn loài ra những giấy tiền cũ mà. Tiền bản cũ nó cũng làm vậy. Thì ăn thua mình á, mình làm sao xấu đại cũng. Vậy là theo cái câu trả lời của sư á, là vật chất là vật chất thôi. Tức là bây giờ thay vì chùa mà chùa xây ra, chùa đúc hình tượng khác hoặc là chùa làm chuyện có ích á, thì Phật tử vẫn có thể lấy cái tượng Phật đó. Mình không thờ nữa, mình để ở nhà gì thì mình làm một cái chuyện gì đó mà nó mang lại ích lợi. Thì nó vẫn ổn đúng không thưa sư? Đó.
Thành ra là thường 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 ở mấy chùa mà xây tượng bằng xi măng này kia, thì những cái tượng mà của mấy người khác khác đem tới ở chùa để đó, ở đây mà bỏ hết vào trong cái ông Phật bự đó, nó xây lên. Dạ. Dạ, thưa sư, như vậy á, con xin kết thúc cái phần bài giảng ngày hôm nay ạ. Dạ. Cầu mong cho tất cả quý vị sau khi đã nghe pháp, tinh tấn nghe pháp, thì quý vị tạo được những phước lành. Bây giờ quý vị đọc thơ sư để chia phước ra đến cho tất cả mọi người mà chúng sanh. Dạ. Chúng tôi xin chia. Chúng tôi xin chia phần pháp cao thượng. Phần pháp cao thượng mà chúng tôi đã được nghe. Mà chúng tôi đã được nghe đến cho tất cả chư thiên. Đến cho tất cả chư thiên nhân loại. Nhân loại và tất cả chúng sanh. Và tất cả chúng sanh cầu mong tất cả đều được an vui hạnh phúc. Cầu mong tất cả đều được an vui hạnh phúc. Sống lâu. Sống lâu. Sắc đẹp. Sắc đẹp. An vui. An vui. Sức mạnh. Sức mạnh. Và nhất là có trí tuệ. Và nhất là có trí tuệ. Để tu hành. Để tu hành. Mau đến nơi giải thoát. Mau đến nơi giải thoát. Đối với những người ở xa không hay biết. Đối với những người ở xa không hay biết. Những vị đã quá vãng. Những vị đã quá vãng. Xin chư thiên. Xin chư thiên. Hoan hỷ. Hoan hỷ. Mách bảo. Mách bảo. Để thân nhân của chúng con. Để thân nhân của chúng con. Những người mà con muốn hồi hướng đến. Những người mà con muốn hồi hướng đến. Hay biết. Hay biết. Phước báo của sự nghe pháp ngày hôm nay. Phước báo của sự nghe pháp ngày hôm nay. Chúng con xin chia cho những người, những vị đó. Chúng con xin chia cho những vị đó. Cầu mong cho tất cả. Cầu mong cho tất cả. Được sống lâu. Được sống lâu. Sắc đẹp. Sắc đẹp. An vui. An vui. Sức mạnh. Sức mạnh. Và nhất là có trí tuệ. Và nhất là có trí tuệ. Để tu hành tinh tấn. Để tu hành tinh tấn. Mau đến đời giải thoát. Mau đến đời giải thoát. Sa thu sa thu sa thay. Quý vị biết chữ